Chào các em. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập 3A, trang 179. Kể các phương trình. Câu A là 2 sin x phần 2 nhân cho cos bình x trừ cho 2 sin x phần 2 nhân cho sin bình x bằng cos bình x trừ sin bình x. À, mình nhìn thoáng qua một lượt ha. Nhìn thoáng một lượt mình thấy nè. Ở đây có cos bình x nè. À, ở đây có sin bình x nè. Rồi ở đây là 2 sin x phần 2 đúng không? Ở đây cũng có 2 sin x phần 2 giống nhau đúng không? Cho nên nếu mà ở phía trái chúng ta lấy là 2 sin x phần 2 ra ngoài thì mình sẽ còn là cos bình x trừ sin bình x đúng không? Là nó giống với phải đúng không? Cho nên là mình lại đặt được nhân tử chung nữa đúng không? Đó, thì lúc đó là mình nghĩ đến chuyện là sẽ đưa về dạng là a nhân b bằng 0. Thì lúc đó là a bằng 0 hoặc b bằng 0 đúng không? Được chưa? Đây, phía trái chúng ta lấy 2 sin x phần 2 ra ngoài. Mình sẽ còn là cos bình x trừ cho sin bình x. Còn phía phải thì chuyển sang phía trái luôn ha. Thì chuyển sang trái luôn thì chuyển một cụm nha, thì chuyển một cụm. Cho nên là chúng ta đổi dấu trừ trước thôi nha. Dấu trong này không có đổi. Bởi vì chúng ta ngoặc lại, chúng ta chuyển nguyên một cụm qua bên trái luôn. Ha. Rồi phía trái, phía phải chúng ta còn lại số 0. Rồi bây giờ đến đây các bạn thấy nè, cos bình x trừ sin bình x ha, cos bình x trừ sin bình x giống nhau đúng không? Mình lại lấy cos bình x trừ sin bình x ra ngoài làm nhân tử chung. Trong ngoặc mình sẽ còn là 2 sin x phần 2 trừ cho 1 đúng không? Vì sao trừ 1? Vì cos bình x trừ sin bình x chính là bằng với cos bình x trừ sin bình x nhân cho 1. À, nhân cho 1 ở đây. Thì khi mà chúng ta lấy cos bình x trừ sin bình x đi, chúng ta còn lại chữ số 1 nha. Yeah. Rồi, đến đây các bạn nhớ một cái công thức là cos 2a là bằng cos bình a trừ sin bình a đúng không? Và bằng 2 cos bình vuông a trừ 1 và bằng 1 trừ cho 2 sin bình a. Được chưa? Cho nên đây là cos bình x trừ sin bình x chúng ta sẽ viết được thành là cos của 2x ha. Cos của 2x. Đó, thì mình đã đưa về dạng tối giản rồi. Dạng là a nhân b bằng 0 đúng không? Thì hoặc là a bằng 0 hoặc b bằng 0 đúng không? Cho nên là hoặc là 2x cos của 2x bằng 0 hoặc là 2 sin của x phần 2 trừ 1 bằng 0. Rồi, tới đây mình giải từng phương trình thôi. Cos 2x bằng 0 ha, thì tương ứng x bằng nhiêu? Đây trục cos đây ha. 2x bằng 0 để mà cos nó bằng 0 thì x nó phải bằng b trên 2 đúng không? Bằng b trên 2 là x nó phải là điểm này hoặc là b trên 2 cộng cho b điểm này nữa đúng không? Hoặc là b trên 2 cộng cho 2b. Được chưa? Này, b trên 2 này cộng b này là điểm này đúng không? Cộng thêm b nữa điểm này. Cộng thêm b nữa điểm này. Cộng thêm b nữa điểm này. Có nghĩa là cos 2x mà bằng 0 á thì 2x của chúng ta sẽ bằng là b trên 2 cộng cho kb đúng không? Được chưa? 2x của chúng ta sẽ bằng là b trên 2 cộng kb. 2x phải bằng b trên 2 cộng kb. Và sin của x trên 2 sẽ bằng cái gì? Chúng ta chuyển này qua thôi. Trừ 1 chuyển qua là 1. Chia 2 vế cho 2. Chúng ta được 1 phần 2 ha. Sin x trên 2 bằng 1 phần 2. Rồi tới đây phương trình thứ nhất. Chúng ta chia 2 vế cho 2 ha. Chúng ta sẽ được là b trên 4 cộng cho kb trên 2. Còn phương trình thứ hai là 1 phần 2 là bằng sin của b trên 6 đúng không? Sin 3 cos 6 nửa phần. Sin 3 cos 6 nửa phần, nửa phần này. À, có nghĩa là sin 30 độ. Sin 30 độ hay nói khác là sin của b trên 6 đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ được là phương trình thứ nhất tương ứng với lại x là bằng b trên 4 cộng cho k b trên 2. Còn phương trình thứ hai thì mình sẽ được là sin của x trên 2 bằng sin của b trên 6. Rồi phương trình thứ nhất là ok rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ coi phương trình thứ hai thôi. Thì phương trình thứ hai là tương ứng lại x phần 2 là bằng b trên 6 cộng k2b đúng không? Và x phần 2 là bằng b trừ cho b trên 6 cộng cho k2b. Được chưa? Thì để nó tránh trùng với nhau thì mình đặt đây là n để nó tránh trùng với k này thôi ha. X trên 2 là bằng b trên 6 cộng cho n2b và x trên 2 bằng b trừ cho b trên 6 cộng cho n2b nha.
Rồi bây giờ phương trình thứ hai và phương trình thứ ba chúng ta lần lượt nhân hai vế cho hai ha, nhân hai vế cho hai thì chúng ta sẽ được x sẽ bằng pi trên 3 đúng không, cộng cho n 4 pi. Còn cái này là x sẽ bằng là 2 pi trừ cho 2 pi trên 6 là bằng pi trên 3 đúng không, cộng cho n 4 pi, được chưa? Thì hai cái phương trình này nó có quy luật các bạn, hai phương trình này chúng ta có thể nhóm nó lại được ha, nhóm lại được. Cho nên là thầy chuyển cái 2 x này, cái 2 pi này qua đằng sau để cho các bạn thấy nó có quy luật. Đây, hai này có quy luật, chúng ta sẽ nhóm nó lại. Mình thấy nè, ở đây là n bằng 0 á, thì đây là 0 đúng không? N 1 thì nó là 4 pi, n bằng 2 là 8 pi, n bằng 3 là 12 pi. Có nghĩa là nó sẽ lần lượt là 0 nè, 4 pi nè, 8 pi nè, 12 pi, 16 pi. Còn cái này nếu n bằng 0 thì cái cụm này là 2 pi đúng không? N bằng 1 thì 6 pi, n bằng 2 là 10 pi. Ha, n bằng 3 là 16 pi đúng không? Hai này nó đang xen lẫn nhau ha. Hai này đang xen. Thằng thì 4 8 12. Đúng không? 4 8 12. 4 8 12 16, còn thằng này thì 2 6 10 đúng không? 2 6 10 18, được chưa? Hai này đang xen vào nhau. Cho nên hai này chúng ta sẽ gộp lại, gộp nghiệm nó lại. Mình gộp được là x của mình sẽ bằng trừ 1 mũ m pi trên 3 cộng cho m 2 pi. Tại sao mình làm được như vậy? Các bạn thấy nè, ứng với m bằng 0, ứng với m bằng 0 thì cái này là 1 đúng không? Thì chúng ta được là cái cộng này là pi trên 3 chứ nữa. Ứng với m bằng 0 thì x bằng pi trên 3, thì cái đó nó tương ứng với lại n bằng 0 của chúng ta ở đây ha, n bằng 0 là pi trên 3, được chưa? Ứng với m bằng 1 thì chúng ta được là trừ 1 nhân cho pi trên 3, có nghĩa là trừ pi trên 3, trừ pi trên 3 cộng cho 2 pi đúng không? Trừ pi trên 3 cộng 2 pi thì cái nghiệm này nó tương ứng với lại n này bằng 0, được chưa? Nè, trừ pi trên 3 cộng 2 pi nè, đó. Ứng với m bằng 2 thì sao ha? Ứng m bằng 2 thì đây là một chẵn đúng không? Nên bằng 1. Ứng với m bằng 2 chúng ta sẽ được pi trên 3 cộng cho 4 pi đúng không? Pi trên 3 cộng 4 pi thì nó tương ứng với lại n ở đây bằng 1. Được chưa? Nè, pi trên 3 cộng cho 4 pi. À, cứ tương tự như vậy. Ứng với m bằng 3. 3 thì đây là trừ pi trên 3 cộng cho 6 pi đúng không? Trừ pi trên 3 cộng 6 pi nó tương ứng với n này là bằng 1, được chưa? Này, trừ pi trên 3 cộng cho 6 pi nè, được chưa? Cho nên là cái thằng này là gộp nghiệm của hai thằng này nha. Cái bài này gộp nghiệm nó hơi đặc biệt ấy, nó hơi đặc biệt tí ha. Rồi từ đây mình kết luận thôi ha, họ nghiệm của phương trình là pi trên 4 cộng cho k pi trên 2 với lại trừ 1 mũ m pi trên 3 cộng cho m 2 pi, được chưa? Và MK là thuộc Z. Rồi chúng ta xong bài 3A. Rồi hẹn gặp lại các em ở video sau.